Không, chúng tôi vừa sống dưới nước, lại vừa sống trên cạn bạn à. Nên con người gọi chúng tôi là động vật lưỡng cư. Nếu bạn muốn biết vòng đời của họ nhà ếch diễn ra như thế nào, thì hãy cùng theo dõi sự sinh sản và phát triển của chúng tôi nhé. Một thời gian ngắn sau khi trứng nở, các con nòng nọc con vẫn ăn phần lòng đỏ còn lại của trứng, phần mà thực sự được nằm trong ruột của nó. Lúc này, nòng nọc con có mang kém phát triển, miệng và một cái đuôi nhỏ. Nòng nọc con thực sự dễ bị tấn công vào thời điểm này. Chúng sẽ thường bám vào các cây cỏ dại nổi trong nước hay rong bằng các cơ quan bám dính nhỏ xíu nằm giữa miệng và vùng bụng của chúng. Từ 7 đến 10 ngày sau khi nòng nọc được nở, nó sẽ bắt đầu bơi xung quanh và ăn tảo. Sau khoảng 6 đến 9 tuần thì đôi chân nhỏ xíu bắt đầu nhú lên. Đầu trở nên rõ ràng, chi tiết hơn và thân mình dài. Giờ thì nòng nọc cũng đã có thể ăn được những thức ăn lớn hơn như là côn trùng chết và cả thực vật. Chân trước của con nòng nọc bắt đầu phình to ra ở nơi mà cuối cùng sẽ trở thành là khuỷu tay. Thứ 12 thì nòng nọc chỉ còn một mẩu đuôi nhỏ xíu và trông rất giống như một phiên bản thu nhỏ của một con ếch trưởng thành. Không lâu sau đó nó sẽ rời khỏi nước và chỉ trở lại một lần nữa chỉ để trứng và bắt đầu quá trình của vòng đời mới. Từ tuần thứ 12 đến 16 tùy thuộc vào nguồn nước và thức ăn của chúng, ếch đã hoàn tất chu trình phát triển đầy đủ của nó. Một số loài ếch sống ở vùng cao hơn hay nơi lạnh hơn và có thể phải mất cả một mùa đông mới chuyển sang giai đoạn nòng nọc. Có những loài ếch khác có thể có những giai đoạn phát triển là độc nhất vô nhị, khác hẳn vòng đời truyền thống của loài ếch từ nòng nọc trong nước.